Thưa quý vị, mặc dù đã khẩn trương triển khai, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch tại các điểm nóng, nhất là tại phường Tam Thuận, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn quận Thanh Khê vẫn còn rất cao. Vì vậy, địa phương xác định tiếp tục tập trung giám sát, xét nghiệm tại khu vực vùng đỏ để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Đối với những cái vùng đỏ trên địa bàn của quận, đặc biệt là những cái vùng đỏ hiện nay rất là nóng, ví dụ như là của Tam Thuận và của Vĩnh Trung á, thì quận cũng tăng cường công tác xét nghiệm theo định kỳ là 3 ngày một lần, và quan trọng nhất là cái việc mà siết chặt người dân không có việc mà tiếp xúc lẫn nhau. Cái thứ hai nữa là đối với những cái vùng mà vùng nguy cơ quanh khu vực vùng đỏ thì quận cũng đã tiến hành là xét nghiệm theo cái toàn thể người dân trong cái khu vực đó. Qua đây thì cũng muốn khuyến cáo bà con là cái biến chủng Delta thì cái tốc độ lây lan rất là nhanh, nên đề nghị bà con là cũng phải chấp hành cái chủ trương phòng chống dịch của quận, của thành phố, không được tiếp xúc giao lưu trong cái thời gian mà thành phố thực hiện cái việc mà giãn cách để bóc tách những cái ca F0 ra khỏi cộng đồng.